Đây là đi lên núi thì đường thì cũng hơi hơi dốc. Đây nhìn lên đây thì là có thể thấy được núi này. Đây là menu. Đường đi lên núi mà cũng có như đây là một thành phố nhỏ vậy. Cũng thuộc dạng trung tâm đấy, tức là đi từ núi xuống thì chỗ này cũng hơi thuộc diện trung tâm đấy. À, đây lại là cái căn nhà mà căn nhà này thì ở chỗ này cũng có một căn. Chỗ này ở phía này có một cái căn này. Tam giác. Đấy như là cô đi xuống đây chút đã. Từ từ để đi xuống đây thêm một chút nữa mình sẽ đi quay lại chỗ đó. Căn nhà mà mình nói xinh xắn. Mình sẽ đi lại con đường ở trên đây. Cô quay căn nhà màu trắng mà cục nói á, tay chỉ bỏ ra ngoài có một chút thôi là nó lạnh teo teo đi. Bây giờ phải xuống rồi đấy đã. À, quay cái khu này. Đây cũng là đường đi lên núi. Đi theo bên này xem có hay ho hơn không.